chung các em nói đến là 30 năm tù về các hình hợp tù tính ngày 18/12/2017. Sáng ngày 22 tháng 12 năm 2020, sau hơn một tuần xét xử, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Đinh La Thăng, Nguyễn Hồng Trường, Đinh Ngọc Hệ và 17 bị cáo khác trong vụ án sai phạm mua bán quyền thu phí cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương gây thất thoát hơn 725 tỷ đồng. Cụ thể, Hội đồng xét xử tuyên phạt ông Đinh La Thăng, 60 tuổi, nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải giai đoạn từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 2 năm 2016, mức án 10 năm tù. Trước đó, trong năm 2018, ông Đinh La Thăng bị xử phạt 13 năm tù và 18 năm tù trong hai bản án cùng về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Hội đồng xét xử đã tổng hợp chung hình phạt của ba bản án, tuyên ông Thăng 30 năm tù. Cùng chịu tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, bị cáo Nguyễn Hồng Trường, 63 tuổi, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù. Năm bị cáo còn lại thuộc Bộ Giao thông Vận tải và Tổng công ty Cửu Long gồm Nguyễn Chí Thành, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính, Lê Trung Cường, chuyên viên Vụ Tài chính, Dương Tuấn Minh, Dương Thị Trâm Anh, nguyên Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cửu Long, Nguyễn Thu Trang, nguyên Phó Phòng Đầu tư và Quản lý Đấu thầu Tổng công ty Cửu Long, chịu mức án từ 2 đến 4 năm tù. Bị cáo Đinh Ngọc Hệ, 49 tuổi còn gọi là Út Chọc, chủ công ty Yên Khánh, bị tuyên chung thân về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Về trách nhiệm dân sự, hội đồng xét xử buộc Đinh Ngọc Hệ phải bồi thường toàn bộ hơn 725 tỷ đồng là tiền bị cáo chiếm đoạt từ hành vi che giấu doanh thu thu phí cao tốc gây thất thoát lãng phí cho nhà nước và hơn 3,4 tỷ đồng mà bị cáo đã trục lợi khi gây ảnh hưởng để được mua biệt thự giá rẻ. 12 bị cáo khác đồng phạm với Đinh Ngọc Hệ trong vụ án chịu mức án từ 2 năm tù treo đến 10 năm tù cùng tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, trong phần tranh tụng, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị bị cáo Đinh La Thăng 10 năm đến 11 năm tù, Nguyễn Hồng Trường 6 đến 7 năm tù, Đinh Ngọc Hệ án chung thân. Các bị cáo còn lại bị Viện Kiểm sát đề nghị từ 2 đến 12 năm tù. Như báo Thanh Niên đã đưa tin, dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương được Thủ tướng phê duyệt năm 2004 do Bộ Giao thông Vận tải thực hiện với số vốn hơn 9.800 tỷ đồng. Cuối tháng 12 năm 2013, công ty Yên Khánh do Đinh Ngọc Hệ thành lập được công bố trúng thầu mua quyền thu phí cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương 5 năm từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 đến ngày 1 tháng 1 năm 2019 với giá hơn 2.004 tỷ đồng. Theo cáo trạng, ông Đinh La Thăng với vai trò Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã giới thiệu công ty Yên Khánh của Đinh Ngọc Hệ là một công ty đang kinh doanh thua lỗ, không có năng lực tài chính, tiếp cận và tham gia mua quyền thu phí gây hậu quả thất thoát cho nhà nước hơn 725 tỷ đồng.